Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Quattro 4, cái mẫu xe tay ga với 4 bánh cân bằng độc đáo. Hãng xe Quattro của Thụy Sĩ đã bất ngờ khi trình diễn cái mẫu mô tô của dòng Twister 4 bánh mang cái tên Quattro 4 với thiết kế độc đáo. Cái dòng xe này sử dụng hệ thống nhiên khí lực HTS và hệ thống che độc lập. Cái mỗi trục kết hợp với cái giảm xóc riêng nên xe có thể nghiêng khi một cua. Quattro 4 là một chiếc mô tô 4 bánh đầu tiên được trang bị hai hệ thống này. Cái chiếc xe được trang bị khối động cơ SOC Standard với dung tích 346 phần khối, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất cực đại là 30 mã lực tại vòng tua máy 7.500 phút, đi cùng với hệ thống dẫn động bằng cầu sao. Hộp số CVT gửi cái sức mạnh tới cái trục sau thông qua dây đai. Quattro 4 trang bị hệ thống phanh kết hợp ở cả 4 bánh với phanh đĩa với đường kính 240mm, phanh trước dạng khí lực với cái tay phanh bên phải, trong khi cả 4 đều được kích hoạt với cái tay bên trái hoặc là chân phanh. Bộ vành 14 inch với cái lớp trước và lớp sau đều cùng kích thước 110x80. Cái chiếc xe có hệ thống xả nằm dưới gầm xe và ống bô nằm giữa hai bánh sau. Hãng xe Thụy Sĩ đã cho biết Quattro 4 có thể nghiêng một góc 45 độ khi vào cua, thực sự độc đáo đối với một cái chiếc mô tô 4 bánh này. Cái chiều dài cơ sở dừng mức 2180mm, chiều cao 1340mm, với cái chiều cao yên là 770mm. Trọng lượng cũng khá nặng, 257kg. Quattro 4 có rất nhiều hốc đựng đồ với dung tích lớn. Cái cốp xe có cái ổ cắm cho những thiết bị di động. Xe còn có một cái yên nhỏ và cái chỗ để chân có thể gập được cho người ngồi sau. Dù là cái mẫu Custer nhưng cái chiếc Quattro 4 có dung tích bình xăng cũng khá lớn, lên tới 15 lít. Cái đồng hồ của xe cũng rất là sang trọng và đầy đủ như là một chiếc xe học. Cái cốp rất tiện dụng với những ổ cắm cho những thiết bị di động. Xe còn được trang bị thêm cái đồng CV Suzuki nâng cấp Nikkei 150cc, quyết tâm đánh sập Honda và Yamaha. Theo đó, Suzuki CFX S150 bản độ có cái tông màu xám cam độc đáo cùng với dàn áo hoàn toàn bằng sợi carbon. Xe có cản trước cùng với lớp bảo vệ ôm gần hết phần động cơ. Cái chỗ để chân đẩy lùi về phía sau, cái lớp lõi IRC. Yên ngồi có chỗ tựa lưng và đuôi xe được buốt đẹp mắt cùng với tấm biển số gắn trên lớp sau cỡ lớn. Hốc đèn pha tạo dáng như một chiến binh đường phố thực thụ. Chế độ còn có cái đầu tay cầm cứng và gương chiếu hậu gắn ở cái tay cầm cúp xuống dưới. Cái cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn được thay bằng loại kết hợp giữa analog và kỹ thuật số để tăng thêm cảm xúc thể thao hơn. Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng LED. Hệ thống treo gồm phục ống lồng trước và giảm xóc đơn đằng sau. Phanh xe gồm phanh đĩa cho cả hai bánh trước và sau. Sức mạnh của cái mẫu Suzuki CFX S150 bản độ có động cơ DOC 4 vành là máy bằng chất lỏng với dung tích 147.3cc. Động cơ này cho công suất tối đa 19.17 mã lực tại 10.500 phút. Moment xoắn cực đại 14Nm tại 9.000 phút. Động cơ sử dụng hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp, đi kèm với đó là hộp số sơ cấp. Mẫu xe còn được trang bị ống xả D-Bells, tăng thêm cái độ hấp dẫn cho hoạt động của xe. Xe có hai tông màu cam và xám độc đáo. Bánh sau cỡ lớn cố gắng tấm biển số ở trên. Yên ngồi có chỗ tựa lưng. Đèn pha kiểu chiến binh đường phố rất hấp dẫn. Đèn hậu dạng LED. Lớp áo bằng sợi carbon rất là đẹp. Cái ống xả hiệu Devils tăng thêm cái sự hấp dẫn và tiếng nổ rất là thanh thoát cho xe.